lửa win zin theo xe, đã xe kho về chưa từng sử dụng tại Việt Nam nha anh em, về thêm được vài bộ nữa. Anh em nào chơi xe độ chơi dòng này là khỏi bàn ha, giá bán rẻ thôi 700.000 bộ. Anh em nào đang chơi các dòng xe cúp 67 CD CNL sử dụng rất là ok ha, xe zin hay xe độ đều xài rất là ok, đúng là hàng zin theo xe nha anh em. Đó, lửa này thì nè kích dài đánh lửa tự động nè, có hai cái gió là đánh lửa tự động nha anh em, FT gần vô xe độ thì bao phơi ha, vô xe độ thì bao phơi. Anh em nào chơi 67 thì nói đến lửa win này chắc không còn xa lạ gì nữa rồi, đặc biệt là nhớ anh em chơi mấy độ ha. Em bán là 700.000 bộ lửa zin, cũng đèn cũng lửa nguyên zin hết nha anh em, bán bao zin, bao đúng đồ zin bao sóng. Còn anh em mà chơi về xe độ thì tùy anh em độ chế thêm tùy, vô cuộn lửa độ rồi vô mâm đèn độ, quan trọng là ở vô lăng nè, vô lăng này bên trong là còn đẹp nè, từ không không bị rơ ha. 700.000 bộ về được 3 bộ, anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em ha. Lửa độ dành cho anh em chơi dòng máy quay rim cúp 67.